Xin chào các anh em nhé Và ngày hôm nay Zika chúng em sẽ tư vấn thêm các anh em về cách sử dụng chiếc đẩy X22 Pro DAC này Và sẽ cùng các anh em mở thêm, khai thác thêm một cái tính năng ẩn mà từ trước đến nay chưa từng khai thác Cũng như các anh em đang sử dụng muốn mở rộng thêm cái tính năng sâu hơn, cao cấp hơn, chuyên nghiệp hơn trên con X22 Thì xin mời các anh em cùng Zika chúng em theo dõi video này nhé Ok, chúng ta sẽ đến với cái phần mà tính năng ẩn mà từ trước đến nay cũng như các anh em đang sử dụng À, chưa hề động đến cái tính năng này Đó là cái tính năng chúng ta có thể mở Sâu hơn về cái phần đó là Chỉnh súp Đấy chỉnh cái đường súp out ra và đường center out Thì để mở được cái tính năng này Thì các bạn em hãy nhìn những cái động tác Và thao tác của chúng em hướng dẫn các bạn em Trên chiếc đẩy x22 thì nó sẽ có rất nhiều Những cái nút tính năng Và cũng đi kèm với nó là những thuật ngữ Dành riêng cho con đẩy x22 Thì chúng ta sẽ quan tâm đến cái nút System này Đấy thì chúng ta để bình thường thì các anh em bình thường chúng em đã từng hướng dẫn các anh em cách để uh, Khởi động cái tính năng ẩn ở cái nút này thì các em ấn vào một chạm thì nó sẽ hiển thị ra này uh, Tất cả những cái ngưỡng này uh, Giới hạn Giới hạn này, giới hạn uh, music này, giới hạn mic này, giới hạn effect này Và tiếp tục là chuyển ngôn ngữ cũng như là giới hạn về cái uh, công suất uh, gọi là start có nghĩa khởi động lên Nhưng ạ uh, nhưng ở đây chúng ta còn thêm một cái tính năng ở trên cái nút sustain này nữa. Đó là chúng ta sẽ ấn và giữ 3 đến 5 giây. Ấn vào và giữ 3 5 giây. Thì các em nhìn trên màn hình nó sẽ hiển thị những cái gì? Nó sẽ hiển thị cái tham đó là sub output này. Tiếp tục chạm một chạm nữa sẽ là center output này. Chạm một chạm nữa sẽ là sub output để chúng ta điều chỉnh các giải tần số này. Đó. Để khai thác được sâu trong cái tính năng này thì nó sẽ có hai cái phần đó là sub output và center output thì chúng ta sẽ khai thác như thế nào? chúng ta sẽ ở đây các bạn em nhìn là sub output thì chúng ta có thể khai thác ở các giải tần đây ạ các giải tần số như là 63 hz cho đến 120 hz và 250 hz các bạn em thích con quả sub của mình nghe ở cái giải tần số nào có thể tăng chỉnh này này giảm này tăng chuyển sang này giảm và tăng Đấy, bên này cũng vậy đó là cái giải ngưỡng tần số dao động từ 63 đến 250 hz của con sub và bên này là đường sub output thì chúng ta sẽ có tiếp tục cắt cái giải tần số thấp sub low put và sub hai uh, cắt này low cắt này sub low cắt và sub hai cắt có nghĩa là bên này đang là phần cắt tần số thấp này tiếp tục uh, đây à, em xin lỗi đây các em chuyển là tiếp tục cắt ở giải tần số cao và bên này quan trọng nhất bên này rất nhiều uh, những cái con x22 mà khi chúng em kỹ thuật setup cũng như là khi về các em cắm sub vào mà tiếng của sub nó bé thì các em lưu ý cho em vào trong cái phần uh, uh, Sup output ở trên cái nút sub này và chọn sang cái volume tăng hết cỡ lên cho em và tiếp tục còn một cái tính năng nữa đó là chúng ta có thể đưa được cái tiếng mic đấy, mic volume ra súp thì tùy vào các anh em nếu những đôi loa các em mà hỗ trợ cái giải lời không tốt cái giải trung trầm không tốt á các em có thể vận dụng cái tính năng này đó là đưa tiếng súp ra trầm một chút để cho nó đó, cái dây tiếng mic lên ok đó là phần mic ở à, phần súp nhá tiếp tục chúng ta sẽ chuyển sang phần effect của phần center đấy nó sẽ có cổng center này Cổng center thì chúng ta cũng sẽ có các giải tần số cắt này từ 100 cho đến 6,3 kHz. Nghĩa là đang ở cái giải tần số của cái trung âm. Ở đây thì chúng ta sẽ có cái các giải tần số trung âm có nghĩa là loa lời thì thường ở trung âm phải không? Thì chúng ta sẽ điều chỉnh chọn giải tần số ở đây và tiếp tục ở bên phần bên này là volume to nhỏ của cái đường center có nghĩa là loa lời nhá Loa lời khi các em sử dụng Tiếp tục chúng ta sẽ có thêm cái đường volumic Volumic thì nếu các anh em muốn nguyên cái đường center ra nguyên nhạc Chúng ta chỉ cho lên cái phần bên volume music thôi Còn mic chúng ta dìm hết đi đó Còn chúng ta muốn tiếng mic nó ra được loa lời nữa Thì các em phải tăng ở cái phần mic music này đi Còn nữa Còn on off có nghĩa là bật tắt cái effect của cái loa lời có nghĩa là các bạn em muốn cái loa lời cái tiếng cái tiếng ở cái center nó không có vang vọng thì các bạn em tắt đi cái tính năng effect này đi. Còn nếu mà có muốn vang vọng cả ở cái đường ra center thì các bạn em bật tính năng on lên. Đó. Thế thôi, hai cái tính năng ẩn chuyên sâu trong cái con X22 này mà từ trước đến nay chưa từng công bố, ngày hôm nay chúng em sẽ công bố luôn các bạn em để các bạn em có thể vận hành một chiếc X22 hoàn hảo, hoàn chỉnh nhất, khai thác sâu nhất và ngày hôm nay chia sẻ đúng không giấu một chút nào về nghề nghiệp về cách trình tinh trình này anh em xem video này thấy hữu ích hay like một like để chúng em tiếp tục có những video bổ ích hơn nữa để ra nhé xin cảm ơn các anh em đã, đã theo dõi video này